Sáng nay dự và chủ trì buổi gặp mặt đại diện các thế hệ cán bộ Bộ Tổng Tham mưu tại Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa thiết thực nhằm tăng cường đoàn kết gắn bó giữa các thế hệ cán bộ, tự hào về lịch sử truyền thống vẻ vang của Bộ Tổng Tham mưu, cũng như tiếp tục động viên cổ vũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bộ Tổng Tham mưu không ngừng phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tới dự buổi gặp mặt có các đồng chí nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phạm Văn Trà, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thượng tướng Vũ Hải Sản, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, cùng các đồng chí anh hùng lực lượng vũ trang, tướng lĩnh, cán bộ cao cấp, nguyên là chỉ huy các mặt trận, nguyên thủ trưởng các phòng ban và tương đương các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Tổng Tham mưu trên địa bàn Hà Nội. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã thông tin tới toàn thể các đại biểu một số tình hình chung liên quan đến quân sự quốc phòng trong và ngoài nước, đồng thời nêu bật những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng của Bộ Tổng Tham mưu thời gian qua. Trong đó, nổi bật là công tác chỉ đạo, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình thế giới, khu vực và trong nước, chủ động nghiên cứu đánh giá, dự báo đúng tình hình, tham mưu giúp Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề ra đường lối, chủ trương, đối sách phù hợp, xử lý kịp thời, nhạy bén, hiệu quả các tình huống về quân sự quốc phòng, phối hợp với Bộ Công an duy trì và giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội. Bộ Tổng Tham mưu đã chủ động tham mưu, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều cuộc diễn tập nhằm nâng cao khả năng, trình độ sẵn sàng chiến đấu của bộ đội, bảo đảm bí mật, an toàn, đạt kết quả tốt. Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Tân Cương đặc biệt nhấn mạnh tới cuộc diễn tập phòng chống dịch COVID-19 là cuộc diễn tập có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Thời gian chuẩn bị ngắn, nhiều lực lượng tham gia nhưng đã đạt kết quả rất tốt. Từ cuộc diễn tập này, quân đội ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cùng cả nước vượt qua chiến thắng đại dịch COVID-19, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Bộ Tổng Tham mưu cũng đã phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ ngành trung ương, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự Việt Nam, tổ chức tổng kết các nghị quyết của Quân ủy Trung ương. Trên cơ sở đó, đề xuất định hướng xây dựng quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tổ chức nhiều đợt tập huấn quân sự, hội thi, hội thao cho chỉ huy các cơ quan, đơn vị toàn quân nhằm thống nhất kiểm tra những nội dung cơ bản về công tác tham mưu huấn luyện, tổ chức phương pháp huấn luyện, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tăng cường hợp tác quốc phòng, duy trì nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các cơ chế diễn đàn, đối thoại, tham mưu tổ chức thành công các hội nghị đối ngoại, chỉ đạo tổ chức lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, xây dựng cơ quan đơn vị đoàn kết thống nhất, mẫu mực tiêu biểu, duy trì nghiêm nề nếp chính quy, quản lý kỷ luật, làm gương trong thực hiện tổ chức biên chế. Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cảm ơn các đại biểu cán bộ các thời kỳ của Bộ Tổng Tham mưu đã thường xuyên dành sự quan tâm, theo dõi, góp sức, động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ Tổng Tham mưu. Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng khẳng định, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tổng Tham mưu sẽ tiếp tục phấn đấu, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và quân đội giao phó, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống. Đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, vào sáng nay đã đến kiểm tra công tác 1389, công tác pháp chế phổ biến giáo dục pháp luật và việc chấp hành pháp luật kỷ luật tại Quân khu 9. Thượng tướng Võ Minh Lương biểu dương Quân khu 9, thời gian qua đã nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, sót lọt tội phạm. Công tác thanh tra quốc phòng được tăng cường ở tất cả các cấp, các ngành. Nội dung thanh tra có trọng tâm, hiệu quả, làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật. 100% đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đều được giải quyết. Ban chỉ đạo 1389 quân khu và các cơ quan đơn vị tham mưu hiệu quả trong công tác chỉ đạo, quản lý, xử lý vi phạm kỷ luật, pháp luật, phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương, bộ đội biên phòng thực hiện phòng chống tội phạm, xây dựng địa bàn đóng quân an toàn, nhất là trên những địa bàn trọng điểm, vùng biên giới, biển đảo.
Thượng tướng Võ Minh Lương đề nghị quân khu 9 đẩy mạnh phổ biến giáo dục pháp luật rộng khắp từ quân khu tới cơ sở, phù hợp với từng đối tượng nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hành vi vi phạm, tội phạm. Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu quân khu 9 cần làm tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, quan tâm thực hiện công tác cải cách tư pháp, kiện toàn về tổ chức, biên chế của các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế. Hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, thảo luận một số dự án luật, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội tại kỳ họp thứ tư khóa 15. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách dự hội nghị. Trong 2 ngày làm việc, các đại biểu Quốc hội chuyên trách cho ý kiến vào 6 dự án luật gồm Luật Thanh tra sửa đổi, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Phòng chống rửa tiền sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Khám chữa bệnh sửa đổi và Luật Phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi và một dự thảo nghị quyết. Hội nghị nhằm tạo sự đồng thuận giúp việc xem xét thông qua các dự án luật đạt tỷ lệ tán thành cao, nâng cao chất lượng xây dựng luật và tiết kiệm thời gian kỳ họp Quốc hội thứ tư sắp tới. Trong đó, về dự án luật tần số vô tuyến điện sửa đổi, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội đóng góp ý kiến về quy định quản lý tần số vô tuyến điện phục vụ riêng cho nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Quy định về sử dụng tần số vô tuyến điện được phân bổ riêng phục vụ quốc phòng và an ninh để kết hợp phát triển kinh tế. Nội dung này đang còn có ý kiến khác nhau, cần được làm rõ hơn nội hàm của chính sách này là gì và đánh giá tác động liên quan đến cả vấn đề quy hoạch, kế hoạch sử dụng băng tần, kể cả từ khía cạnh công nghệ, kỹ thuật để đảm bảo tính khả thi. Hôm nay, hội nghị đã thảo luận 4 dự án luật, trong đó khi thảo luận về dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, các đại biểu Quốc hội chuyên trách đã đóng góp ý kiến nhằm cụ thể hóa phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng, thực hiện dân chủ cơ sở ở các doanh nghiệp, tổ chức có thuê mướn hợp đồng lao động, cơ chế để xây dựng dân chủ thực chất ở cơ sở.